Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách thay đổi icon app ở trong Android Studio ở đầu và thay đổi hình ảnh background, icon filter, vân vân, là những hình ảnh trong app nằm ở đầu, cách thay đổi như thế nào, thay đổi màu sắc cho app ha. Thì như vậy là đến phần này thì cái app của mình sẽ cái app của mình làm là hoàn toàn là một cái loại app mới của mình ha, từ một cái suộc file và sau đó mình test để chạy thử. Ok, thì các bạn mở suộc file Android Studio lên, suộc code đó là music player ha, cái suộc code mình làm từ đầu. Thì trước hết đó là mình thay đổi về icon. Thì giống như video nhờ lại video trước, thì về cái phần icon thì nó nằm ở đâu? Đó là nằm ở trong cái phần drawable. Thì trong drawable này thì có hết tất cả những cái thư viện về hình ảnh icon nó lót vào trong app. Thì ví dụ những cái này sẽ nằm có sẵn ở đây hết ha. Này, ví dụ kích vào đây thì là nó ở đây. Ok. Đó. Đây. Đây là cái icon. Các bạn giữ phím control vào trong cái suộc code này. Khi các bạn kích vào một icon ở trên cái phần UI, phần giao diện của app, thì nó sẽ hiển thị lên trong cái phần My View. Và các bạn sẽ tìm đến cái phần đoạn code là account My Map này. Đây, các bạn nhấn giữ phím control và các bạn kích vào đây sẽ nó hiển thị ra là cái icon này nằm ở đâu ha. Thì nó mà nó cái suộc file thì các bạn vào trong phần suộc file luôn, trong cái phần suộc file đây. Đây, suộc file chúng ta mở ở đây ha. Thì các bạn vào trong cái suộc file folder và chọn cái folder app, chọn folder src. Thì bất cứ mỗi cái project, một cái ẩn dụng, một cái folder project của Android thì đều nó có cấu trúc của cái suộc cái folder như thế này hết ha. Cho nên các bạn không lo, các bạn chọn main và chọn phần REST Java là chứa tất cả những cái file Java, và REST là chứa những file XML và file thư viện hình ảnh. Thì trong phần này thì cái suộc cái icon nằm ở trong những cái folder này ha. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi từng cái folder này. Chúng ta cần phải bắt buộc là vào từng cái folder để mà thay đổi, bởi vì mỗi icon là có một cái kích thước khác nhau. Ok, đây, rồi, thì mình ra lại ha. Trước hết là mình sẽ mở cái icon này lên file Photoshop để mình restyle lại ha, kích thước. Oh, sorry, khi nãy mình xuất ra file JPEG nó không có cái rồi. Đây. Chụp main rest. À, bắt đầu resize cái thằng này. Thằng này là 1960. Thì các bạn kích chụp file cái size này 196 ha. Ok. Rồi sau đó mình sẽ lưu chồng lên trên cái folder đó ha. Cái hình ảnh này. Ok. Rồi.
Xong. Nên thằng này kích thước bao nhiêu? 144. 144. Hấp. Ratio main press thằng tên này lưng vào đây. Ok. Tiếp theo. Rồi, mình đã thay đổi hết tất cả những cái icon ở trong cái folder. Rồi, ok. Thì bây giờ mình quay lại phần Android Studio để coi có sự thay đổi gì không ha. Kích vào trong phần REST layout. Local file xem trong phần activity setting. Ok, như vậy là đã thay đổi ha. Rồi trước và bây giờ mình sẽ thay đổi tất cả những color ở trong app ha. Trong phần my view, trong phần my view của cái bảng này nằm ở đâu, mình sẽ tiếp vào đây. Các bạn nhấn giữ phím Control và kích vào chọn là Trouble Icon Setting này. Đây là cái logo. Còn cái background ở đâu? Đây, background đây. Trong phần background này thì mình sẽ cho một cái màu nó khác nổi lên ha. Mình có thể cho màu này là màu vàng đây. Bây giờ các bạn mở trong cái phần là color hex này ra và mình sẽ chọn một cái màu nào đó cho nó phù hợp ha. Thì trong cái lọt màu này mình sẽ chọn một cái màu vàng. Cho em chọn màu này đây ha. Mình copy cái mã màu này và mình sẽ giảm vào đây ha. Mình thay đổi kìa mã màu đây. Ok, thì như vậy là sẽ thay đổi cái phần màu sắc ở trong cái mạng này. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ duyệt từng folder. Và bây giờ mình sẽ thay đổi cái mạng màu của cái background này ha. Thì thay đổi cái màu background này thì mình sẽ vào trong phần activity main là phần chính. Mình sẽ tìm đến cái mạng màu đó nằm ở đâu. Các bạn kích vào trong cái phần background ha. Rồi trong cái phần này thì mình sẽ thay đổi cái mặt màu cho background này. View Transition. Đây, chọn cái thằng này trước đây. Và cái phần background này có phải là mạng màu này không? Ok. Trong phần background này, phần cái mạng trên này thì mình sẽ thay đổi cho nó một cái màu ha. Cho nó màu vàng này đây ha. Ok, quay lại Android, mình tắt Photoshop nhé.
Có là Android. Rồi em vào đây. Rồi. Thì như vậy là ra cái màu màu vàng ở đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đến cái mạng cái màu lớn này. Này. Play. Item play xong. Kích vào đây. Như color list background ha. Các bạn nhận dự phim control và các bạn click vào tầm trên cái hàm này. Đấy thì ra. Đó, thì này thì ra là một list ha. Background list color. Thì màu này là màu gì? Chọn một cái màu sắc ha, chọn một màu nào đó này. Mình sẽ chọn màu này để làm background ha. Trong cái phần là file color thì các bạn chọn tìm cho mình những cái background. Chú như cái này á là chọn thằng này ha. Mình control click vào đây. Và click vào thằng này. Làm list background thì mình sẽ thay đổi ở đây ha. Background selection. Ok. Thử xem. Đó. Mình sẽ thay đổi hết tất cả những cái giao diện này. Và phần còn phần dưới này nữa ha. Thì phần dưới này nó nằm ở đâu? Rồi, nhìn phim này. Color M33 list background này. Đây. Chọn vùng này luôn. Ok. Chuyển sang rồi. Rồi. Còn cái background này thì chắc sẽ nằm ở trong cái phần drawable. Và chúng ta sẽ chắc trong phần drawable này một cái background. Đây granular background này mình sẽ dán cái mạ màu của mình cần thay đổi ở đây ha. Ok rồi mình sẽ quay lại trong cái phần activity main. Rồi làm full hết luôn. Rồi. Như vậy đã thay đổi hết màu vàng ha. Đấy. Ok. Nhưng mà màu vàng này có vẻ là sang quá. Bây giờ mình sẽ thay đổi lại một cái màu khác đi. Màu nào cho nó tối tối ha. Thay đổi màu này. Màu đà này ha. Thì để thay đổi màu đà này thì mình vào trong phần playlist này lại ha. Trong phần playlist này mình sẽ chọn cái thằng này. Background color này ha. Rồi, đây là màu đà. Còn cái background này thì mình sẽ chọn phần layout item play này giống như cái này ha. Kích vào color MB this background và mình sẽ thay đổi cái phần này. Sau khi thay đổi xong mình review lại ha. Đã thay đổi xong. Thì đến phần main
vẫn còn màu vàng thì mình tạo vào Routable và mình tìm đến cái phần Gradient Background. Mình sẽ thay đổi hết tất cả những cái color. Ok. Thay màu vẫn ghê quá ha. Mình kiểm tra lại main activity. Ok. Rồi. Các bạn tìm và thay vào mà background đó nha. Phần này tìm ra. Team dark blue background. Okay. Sau khi thay đổi xong rồi thì chọn clean. Chọn review. Mình sẽ cài cái máy ảo lên ha. Ok. Thì bây giờ là chúng ta sẽ được cái phần color rồi ha. Thì như vậy là thay đổi icon và thay đổi tất cả những cái hình ảnh ở trong app và thay đổi cái color trong cái app là thành công ha. Rồi.